Nay anh là khách không mời, chắc là làm em khó hả? Tự anh nói mình là khách đấy chứ, có bao giờ em coi anh là người ngoài đâu. Rồi, anh không khách sáo nữa, em về đây. Vâng ạ. Không người ta chờ lâu lại sốt ruột. Em chơi không đẹp. Chơi gì mà không đẹp? Ngay từ đầu tôi đã nói với em, bữa tối nay chỉ có tôi và em cơ mà. Thôi cũng đành, có mẹ em, có em trai của em, coi như tôi ra mắt gia đình. Thế còn tay hàng xóm vô duyên kia thì sao? Tôi không muốn chia sẻ bữa tối của mình với ai hết. Về bữa tối nay ấy, anh hoàn toàn không đề cập về vấn đề nhân sự, đúng không? Hơn nữa như anh cũng thấy, anh ấy đến đây không phải là do tôi mời. Nhưng tôi cũng phải nói luôn, đó là người tôi thích, nên tất cả những bữa ăn trong gia đình tôi, anh ấy đều sẽ được chào đón. Cho tôi xin quyển sách. Cảm ơn anh, nhưng lần sau đến đừng có quà cáp nhiều như thế nhá. Thôi muộn rồi, anh về đi. Tránh ra. Anh muốn tôi cho anh đo đất thêm một lần nữa đúng không? Sợ thế. Tôi thách cô đấy. Mà có loại đầu óc như cô, nếu không nói ra có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ biết đâu. Cô nghĩ cô dễ dàng cho tôi đo đất thế à? Mơ. Đấy là do tôi đấy. Không tin à? Đánh nhau không? Để xem dùng hết sức có đánh được ai. Thế cho nên ý, cái loại võ biển như cô thì phải mở to mắt ra mà quan sát mọi thứ xung quanh. Anh còn nhiều điều thú vị lắm. Anh làm cái trò gì đấy hả? Hả? Bị điên à? Sao? Bị điên à? Tức à? Khó chịu à? Thế anh cho em hôn lại nhé. Lần sau mà còn dở trò nữa ấy, tôi sẽ cho cái bản mặt của anh biến thành quả súp lơ đấy. Thank you.